Ôi sao đó quý vị, xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và trai khôi toàn quốc. Trước mắt quý vị là không gian vườn cây của anh Minh Dâu tại Tuyên Quang. Hôm nay bác sao đó quý vị có lên Tuyên Quang thăm một số nhà vườn ở Tuyên Quang. Thì có dừng chân ở vườn của anh Minh Dâu. Thì một vườn cây này có rất nhiều xanh cổ quý vị ạ. Vườn cây vừa rồi anh có sửa lại cái khuôn viên và cái lầu trà. Sân vườn rộng hơn, đẹp hơn. Quý vị nhìn thấy một cái lầu trà này. Chào bonsai Đức Huy nhá. Anh em chào anh nhá. Ờ, chào em. Rất hân hạnh. Chúc mừng anh có những cái sự thay đổi. Ok. Và em cũng được biết tin là anh cũng mua bán rất nhiều. Gần như là vườn thay đổi liên tục đúng không anh? Ờ, anh thì năm nay anh cũng mua bán cũng nhiều. Mua về cũng nhiều, bán ra cũng được nhiều. Thế mà cây phi lao của anh này đưa ra cái không gian này có cái khoảng không đẹp quá anh ạ. Anh thì anh mới xây cái lầu trà này, mới sửa sang lại khuôn viên vườn. Đấy, cây này thì đưa ra cái lầu trà này thì anh bảo thôi đưa ra cửa lầu trà cho nó rất đẹp. Rất là phù hợp. Quý vị thấy cây phi lao này. Và ra đây thì có cái khoảng không để chúng ta ngắm, chúng ta chiêm ngưỡng. Đường thân của cây phi lao rất ấn tượng quý vị ạ. Và lúc trước thì cây phi lao ở trong sân trong. Đúng rồi. Ngay cửa nhà của anh. Thì trong đó cái không gian thì không được rộng như này. Ngắm không được đã bằng ra ngoài này. Nhưng mà ra đây thì chúng ta ngắm được rõ hơn, kỹ hơn. Cây phi lao này ở với anh được bao nhiêu năm rồi anh Minh ơi? Cây phi lao này ở với anh được năm nay khoảng 1 năm rưỡi rồi em ạ. À, 1 năm rưỡi ở với anh rồi. 1 năm rưỡi rồi. Quý vị ơi, cái đường thân của cây phi lao này đúng là do thiên nhiên ban tặng. Đúng rồi. Đúng. Hiện nay thì bác Sa Đức Huy nhìn thấy không còn cái sẹo to nào nữa. Rất khó. Cây này là phát triển ra bông. Được rồi. Gần như không phải lui nữa rồi. Lui bông thôi anh nhỉ? Đúng rồi, anh đang lui bông. Để tới đây là cây phi lao. Cao từ mặt chậu lên bao xa Đức Huy ước chừng chắc phải cao từ mặt chậu lên nó khoảng 2 mét thôi em ạ. À, 2 mét thôi. Ừ, tàn ngang bay là 2 mét, khoảng 2m6, 2m7. Vâng ạ. Đường thân ấn tượng quá. Thân nó rất khó. Phải nói là rất ấn tượng. Nhưng mà khuôn viên của anh Minh thì nhiều lắm quý vị nhá. Chúng ta sẽ đi lướt một chút này. Đây là cái vườn ngoài của anh quý vị nhá. Anh đi với em nào. Ok em. Cây xanh giáng long này cây này anh vừa mua được về được hôm nay là 2 hôm. À, cũng mới mua được 2 hôm thôi. Ừ, anh vừa mua cây về được 2 hôm. Lòng hòa lão rồi đấy. Hôm nọ đi Hà Nội chơi nên là nhìn thấy cây này mình cũng thích thích. Thế ừ, thì là cũng có duyên để được sở hữu một cây xanh giáng long cao khoảng gần 2 mét quý vị ạ. Cây long này nó hóa lão rồi em ạ. Cao gần 2 mét. Và bây giờ kế bên này quý vị nhỉ, bác sao đâu nhìn thấy phôi em ạ. Một đôi trực này. Trực cổ cũng chắc cũng mới về anh nhỉ. Anh mới về vừa cắt thu đang nảy mầm em ạ. Trực cổ quý vị ơi, nhiều lắm. Đây cũng trực cổ này. Thời tiết hôm nay là... Anh có cái bể này hay quá này. Ờ, cái bể này hôm cũng đi Thạch Thất chơi, thấy thằng em nó có cái bể là thích, bảo là thôi lấy về. Bể này kích thước bao nhiêu anh? Kích thước là nó lọt lòng là 2, 4, 5, 5, 5. Dài 1 mét. Dài 1 mét, 5, 5, 1 mét à? Đúng rồi. Đấy là lọt lòng đúng không? Đúng rồi. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Rất nhiều trực cổ này. anh còn nhiều cây trực nữa không? Anh còn nhiều cây ở trong sân của anh, còn một số cây trực cổ. À thế hả? Thì anh thì nói thật sự là cây thì anh đam mê cây cổ, nhưng mà chủ yếu cây của anh là cây trực cổ là nhiều thôi. À, chủ yếu cây trực. Trong đấy thì nhiều anh cây nhiều cây nó đẹp và nó quý hơn những, nó đẹp hơn và nó quý hơn như cây đẹp hơn cái này. Chúng ta vào sân trong để khám phá một số cây những cây cổ chất của anh đi. Rồi ok em. Chúng ta nhìn đây, trước khi vào chúng ta hãy nhìn tổng quát một chút cái sân ngoài này. Quý vị nhìn thấy cái nền bê tông vừa mới giải xong trắng xóa thì là anh vừa mới hoàn thành xong. Rồi. Dài tầng cái dãy dưới kia vẫn là cây của anh nhé quý vị nhé. Từ dưới kia lên đây là 40 mét. Rất là rộng. Anh vừa đổ những xong. Cái phôi này thì răng rậm thế này thì phải đợi cuối năm quý vị ạ. Cuối năm. Khi nào cắt xong thì Bò Sa Đô Huy sẽ chia sẻ cho quý vị. Thôi còn chúng ta sẽ đi vào để
khám phá một số cây trực. Anh Minh có chia sẻ là những cây quý, cây chất của anh. Đây là một số khuôn viên ở trong sân của anh. Đấy. Chúng ta sẽ cây này đi nhỉ? À. Cây này cũng chắc là cũng là một trong những cây quý của anh đúng không? À, cây này cũng là một trong những cây quý em ạ. Cũng có duyên là anh sở hữu được cây này. Về anh được mấy tháng rồi? Cây này về anh hôm nay được khoảng 4 tháng rồi em ạ. Quý vị nhìn thấy một cây trực có những cái nét hóa rất ấn tượng. Cái đó là cái thể hiện cái thời gian tuổi cây rất là cao. Cây này là một cây trực cao khoảng gần 2 mét anh nhỉ? Cây này cao khoảng 2 mét. Mét 8, 2 mét thì đấy. Mét 8, xít sấp xỉ 2 mét. Khủng khiếp thật quý vị ơi. Cây này hóa ghê em ạ. Cây này có duyên để mua được cái cây này em ạ. Anh có thể kể lại cái cơ duyên một chút cây không? Này đó, cây này là anh cũng không biết đâu nên là có nhiều anh em giới thiệu cho anh. Thì cây này nó nằm ở trong Sài Gòn em ạ. Trung tâm của Sài Gòn luôn nhá. Trung tâm của Sài Gòn. Thì là nhiều anh em gửi ảnh vào video cũng giới thiệu đến anh, anh có duyên. Mấy lần rất muốn là được sở hữu nhưng mà cái ông cụ già ấy, ông chơi ấy, thì ông cũng cứ lúc lửa muốn bán được không. Vâng ạ. Thế đến một cái dịp gần nhất đây cách đây 4 tháng thì cũng tình cờ thì anh em lại điện lại bảo là ông lại bán, hôm nay ông lại bán. Đấy thì là anh thấy anh em nói thế thì anh cũng quyết tâm để cố gắng để đưa cái cây mình yêu thích này về nhà. Từ trong Sài Gòn. Từ trong Sài Gòn. Một cây trực cổ của mình nhá. Cao tầm 1m8 đến 1m9. Rất bề thế. Đúng rồi. Cây cao. Từ trong Sài Gòn quý vị ạ. Trong Sài Gòn. Và anh ấy còn nhiều cây trực lắm. Anh có thể dẫn em đi ngắm một cái số cây trực nữa không ạ? Còn rất nhiều cây trực. Ở trong này thì đa số của Minh Dâu là những cái cây trực cổ mà Minh Dâu thì thích là hầu như là thích những cây trực cổ đó. Đây cây này thì giới thiệu bộ em. Rồi vào đây mát rồi, anh có thể bỏ ô trong này mát rồi, anh có thể bỏ ô ra. Đây chúng ta đến một cây trực cổ nữa. Đây cây này. Cây này quá cổ rồi, đúng không? Cây này rất già. Cây này cũng tuổi chậu được quý vị nhìn thấy rất ấn tượng rồi. Đúng rồi. Cây này là của một tướng trong ngành quân đội. Người ta chơi. Đấy. Chùm ra voi quý vị nhìn thấy này. Khủng khiếp rồi quý vị ơi. Cây này rất già. Và nên quả phúc. Tướng quân đội anh. Anh mua của... Thì anh cũng là thằng em nó mua được. Quả ông đấy là có 5 cây. Nhưng mà trong đó có 2 cây là đẹp nhất. Thì là thằng em thì nó giữ lại cây này nó chơi, nó bán đi hết rồi. Thế hả? Nên là cũng là cái duyên thì thằng em nó quý mến nó nhượng lại cho. Thì là anh cũng thôi thì em nó nhượng lại thì mình đặt vấn đề em nó nhượng lại thì thôi mình cũng rất là thích nên là mình cũng mang về đây và chinh phục được đến nay là khoảng 2 năm rồi. 2 năm rồi. Cây này anh chinh phục. Anh đóng thêm cái tử này à? Cây này là thật sự là nếu mà để nguyên bản là 5 bông nhưng cái chỗ này nó anh cảm thấy nó cứ hơi bị trống trải. Thế là anh quyết định anh tìm cái con tử để nó phù hợp. Thì anh đóng nó vào đây. Dạ. Em hiểu. Mình đi với di chuyển ở cây trực tiếp theo đi. Anh nhỉ? Thì đây là cây nào đây còn cây ấn này tượng thì... nữa thì anh có thể chia sẻ. Cây này thì chia sẻ với bonsai Đốc Huy đây. Cây này cũng là trực ấy hả? Cây này nó cũng là cây nhiều thân. Nói chung là cây ba thân, nó vẫn là cây trực thôi. Một cái thân chính là cây chính là cây trực đúng cây không? Cây chính là cây trực, có ba thân. Cây này là anh có duyên, cây này anh mua ở biển Nha Trang. Trong khu du lịch của biển Nha Trang. Mua tận trong Nha Trang ra. Cây này cũng có duyên lắm, phải anh em giới thiệu nhưng mà ông chủ của cái trung tâm khu du lịch đó là anh cũng điện đi điện lại nhiều lần và nói chuyện tâm sự mãi cuối cùng là ông quyết định ông để cho anh. Vâng. Cái này thì vẫn còn nhiều những cái nét hoang hóa quý vị ạ. Cái này thì anh ấy mới về thôi. Nhưng mà cây này thì có thể sẽ sau này anh nhỉ? Đúng rồi. Nếu muốn đột phá thì có thể là cái gò đá này chúng ta làm lại. Đúng rồi. Và chúng ta sẽ co kéo. Đúng rồi. Để cho cây cho bóng tàn cho nó nghệ thuật hơn. Đúng rồi. Một cây... Còn cây mua ở Bình Định nhà em này. Cây này anh cũng mới lấy. Cây trực này anh cũng mới lấy Bình Định. Đến nhà anh thì chủ yếu là trực thôi. Vâng. Trực cổ.
Cái này anh ấy mua ở Bình Định. À, cái này là anh cũng mua ở Bình Định. Cũng của anh em Bình Định. Ui dồi, nhượng cho anh chơi. Cái nắng cái gió của miền Trung này. Miền Trung. Cho chúng ta cái màu da. Màu da. Cây già cây này tưới nước vào thì nó đỏ như đồng hết em ạ. Vâng. Té nước vào đỏ như đồng. Một cái trực cao khoảng độ 1m4. 1m4 từ mặt chậu. 1m4. Đấy, gần như là còn có cơ bản. Anh chỉ lọc bỏ thu răm, thu bông lọc bỏ thu răm và co kéo lại. Bẻ đẹp quá. Đang lui. Đang lui lên nên là mầm thở đang lên rất nhiều. Dạ vâng. Một cái trực nguyên bản quý vị ạ. Cái trực nguyên bản. Từ răm chi mình chỉ có trực cây trực lăm bông. Cây trực lăm bông cổ đúng không ạ? Cây này là có một đôi. À. Có một đôi và đầu kia một cây. Nó cũng rất già, tuổi thọ rất cao. Đấy, cây này cũng là của nhà đại gia ngày xưa người ta chơi đấy. Cây này là... cây rất là cao quý vị ạ. Ừ. Cao. Đấy. Cũng đang rậm quý vị ạ. Đúng, đang rậm, anh đang nuôi. Cho quý vị nhìn thấy thân cốt thôi. Đúng rồi. Còn nói cây này thì cây tuổi rất già. Bây giờ thì rất tiếc là hôm nay bonsai Đức Huy đến chơi là cây là đang nuôi nên là nó tốt quá không xem được. Có một số cây của anh là hơi tốt. Đúng rồi. Chúng ta đến với cây trực tiếp theo nữa này quý vị này. Bonsai Đức Huy không? Đây anh chỉ có trực rồi đúng không? Nhiều trực nhỉ? Anh nhiều trực lắm. Vì đến vườn này chúng ta có thể là đoán được cái tính chủ như vậy tính qua chủ, thông rồi. Qua những cái tác phẩm của anh chơi. Đúng rồi. Tính anh là rất là tính trực. Lóng đấy mà như là mà thẳng. Tính thẳng tính. Thẳng tính. Một cái trực nữa quý vị ạ. Đúng rồi. Đấy, anh ở nhà anh toàn là trực thôi em ạ. Cây này thì cũng cao khoảng 1m3 anh nhỉ? Đúng, cao khoảng 1m3. Ông Sa đang đứng ở, Đức Huy đang đứng ở phía ngoài cổng nhìn vào. Cây này thì chúng ta cần phải... cái khuôn viên anh để sát hơi giáp cái bờ rào cổng. Làm lai bông để cho bông to đầy ra. Đấy, anh đang nuôi và lai bông ra. Giữ nguyên bản, giữ những cái nét nguyên bản của việc. Nét nguyên bản. Chúng ta đến một cây trực nữa này. Đấy, cây quá này. Nhiều cây trực. Toàn trực em. Cây này anh đây là cây này là anh thu lại đúng không? Cây này thu lại đúng không? Nó đúng ra nó hoàn thiện rồi đấy, nhưng mà anh cây này anh muốn thu lại để cho nó cân đối với cây hơn. Cho nghệ thuật hơn, chuẩn chỉ hơn. Chuẩn chỉ hơn, sau này mình diễn giải cây nó chuẩn chỉ hơn. Sau này cũng là cây trực đẹp quý vị ạ. Đúng rồi, cây này sau này. Cây này thì thân búp măng. Thân búp măng rất côn. Gốc bồ ngọn chỉ này quý vị này. Và rất lùn. Gốc rất to nhưng ngọn thì côn tít. Chúng ta di chuyển đến cây tiếp theo đi anh. Cây này của anh. Cây trực tiếp theo hả? Cây trực tiếp theo em. Cây này anh rất tiếc là cái ông chủ ông sở hữu cây này là ông cắt đi. Nó là một cây trực đấy. À. Cắt đi đây một tay này, tay kia này, ngọn này. Mà lúc đó là ông chủ ông cắt đi, ông hướng và ông làm theo đương đại, ông cắt ngọn ông chuyển xuống đây để làm một cây thân nữa. Nhưng về anh bỏ cái đấy đi rồi. Đấy, rất là tiếc này, cái cây này anh ơi, chất lắm, già lắm. Già kinh khủng. Sao cái ngọn này lại cắt quá, lùn quá, phí còn nhỉ. Chúng ta giờ phải lui tiếp. Đúng rồi. Quý vị nhìn thấy này, sang hướng này. Cái điểm chùn và cái độ gai đây. Lên tận ngọn. Và cái một cây có cái cơ địa rất là quý quý vị nhé. Rất dài ạ. Sau này cái sai tầm trung. Còn sai tầm trung. Cây này là một cái cây đang cái phôi thứ cấp rất quý. Đúng rồi. Đấy. Và đây chúng ta đến với những cái cây trực tiếp theo. Lại cây trực tiếp theo. Lắm trực thế này. Lắm trực cổ thế này. Tính ngay thẳng nên chỉ thích trực thôi em ạ. Chúng ta đến với rồi. Một cây trực ấn tượng nữa này. Đây là lại một cây trực nữa. Đấy, rất già anh em ạ. Cây này là một cây cổ. Mình về mình cũng thu lại. Cái tay này tay hóa này rất này. Hóa, này. Rất là hay. Dị, có nét dị của cây. Ta sẽ di chuyển đến cây tiếp theo quý vị nhé. Đây cũng lại là một cây trực nữa. À, lại một cây trực. Đây. Đấy, cây này thì cây trực. Đấy. Không nói quý vị cũng biết là già rồi. Rất già. Ngồi chậm rất lâu. Ngày xưa và cuốn cái chậm. Tem cây lên nó ngọn quý vị nhìn thấy này. Trắng toát lên nó ngọn rồi. Già lắm. Đấy. Toàn là trực thôi em nhỉ. Toàn là trực cổ đâu. Đến nhà anh Minh Dâu toàn trực thôi. Đây một cây nữa em ạ. Đây em. Và những cái cây thì quý vị biết là còn rất nhiều những cái tiềm năng quý vị nhé. Bởi vì gần như anh ấy mới mua về thì cũng đang chưa còn, có phát triển còn phải chưa đợi. Có đột phá nhiều.
Đấy, và đây cây này đó. Thì anh ơi, cây đây này thì chuyển sang màu màu đồng hết rồi, đúng không? Sao hết màu đồng. Em nhìn tay nó gai này, kinh khủng không? Cây này cũng ở Bắc này nhiều đúng không? Cây này quả này... là một ông cụ ông chơi, nhưng cây này là người ta có một cái. Như anh mua ở ngoài này hay mua ở trong? Cây này anh mua ở Quy Nhơn, Bình Định ấy. À, Quý Nhơn, Bình Định. Cái nước da rất là đẹp quý vị ạ, nước da sáng. Nước da trong đẹp quá. Nước da màu đồng. Quy Nhơn, Bình Định. Và cây này thì cây này rất già. Hiện nay cũng phải cao tầm độ 1m4 đấy anh ạ. 1m4, chuẩn là 1m4 luôn đấy. Cây già. Những cây trực của anh Minh quý vị ạ. Đấy, anh thì nhiều cây trực lắm. Đấy rồi. Đến nhà anh thì hầu như là cây trực. Cái thú vị, Bò Sa Đô Huy vừa cùng anh Minh Dâu giới thiệu và chia sẻ cho quý vị một cái dàn cây trực của anh. Đến thăm khuôn viên của anh thì thấy rất nhiều những cái thay đổi. Và anh em chúng tôi thì vừa chia sẻ và vừa nói chuyện. Thì nói chuyện đến cây trực thì nhân tiện chia sẻ cho quý vị những cây trực ở vườn anh Minh Dâu. Anh em chào anh nhá. Rồi, cảm ơn anh nhá. Bonsai Đức Huy nhá. Chúc anh thật nhiều cái thành công hơn nữa và tìm được nhiều cây quý hơn nữa anh nhá. Cảm ơn em. Bonsai Đức Huy xin được cảm ơn quý vị. Rồi, cảm ơn. Và cũng xin phép quý vị được dừng lời đây. Rồi, chào tạm biệt quý vị.